mới bữa hôm vui vẻ ra ngoài nhà mấy đứa ngoài vui vẻ. Đi ra ngoài đó nha. Dạ rồi ngồi salon rồi khen mừng nhà cửa mấy đứa em nó hoàn thiện này kia vui quá trời Tôi hỏi cô buồn bốn đứa mà đứa nào khá nhất không? dạ Cô nói con thấy rồi. cô nói không biết không ơi, không biết. Chắc ăn nó nghèo hơn mấy đứa kia quá. Cô nói gì á? Dạ mừng lắm, mừng lắm, dạ ở dạ cái nhà mừng lắm. dạ Con mình đứa nào cũng khá khá mình. dạ